diện kênh của mình. Hôm nay là ngày thứ bảy rồi nè, là tới ngày bán rồi đó các bạn. Mình cứ gửi chị Heo với chị Thảo lên đây để bạn tính ha, coi hôm nay là món gì nè, để mới miễn khách hàng lại thu hút khán giả nữa. Chị có ý kiến giùm chị Thảo chị bé Heo? Chị có ý kiến rồi nè Phương. Hồi đó giờ con làm nhiều món ăn rồi mà có một món chưa làm á, cái món từ xúc xích đảm bảo là thu hút khách hàng luôn. Món gì vậy chị Thảo? Món đầu tiên là xúc xích cuộn bánh tráng mắt phương mai. Rồi món tiếp theo là gì? Xúc xích sốt cay. Trời ơi, hai cái món nó ngon á Phương. Mình mà bán thằng đó nha, chút xíu là hết liền. Dạ, vậy ba chị em mình á quyết định sẽ làm món xúc xích đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ ba chị em đi mua xúc xích thôi. Rồi, đi đi đi. Later. Ba chị em mình á mua xúc xích về nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ vô đây soạn đồ ra để chuẩn bị chế biến thôi nha. À, xúc xích này là xúc xích thường nè. Mình sẽ làm là xúc xích cuộn bánh tráng lắc phô mai. Rồi, còn đây là bánh tráng. Đó, còn xúc xích này các bạn là mình sẽ làm sốt cay này nha. Chắc ghê, chắc ghê. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm thôi nha các bạn. Món đầu tiên mình làm á là xúc xích cuộn bánh tráng lắc phô mai nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm thôi. Rồi, xé xúc xích ra nè. Cưng lột giỏi nha, để chị tháo xúc xích ra cho. Dạ. Rồi xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu cuốn bánh tráng thôi nha các bạn. Rồi, xúc xích nhỏ thì mình sẽ cắt ra làm 3 nha, còn xúc xích bự cắt làm 4. Cuốn xúc xích vô bánh tráng đi, để chị cắt xúc xích ra để lát sốt cay cho. Dạ, vậy chị làm đi chị Thảo, để em chị bé Heo cuốn cho. Ok. Lấy xúc xích ra nè. Mình khứa cây xúc xích ra như vậy nè, để lát chiên lên nó mới đẹp, khách hàng nhìn vô nó mới hấp dẫn. Đó, khứa càng nhiều được thì càng đẹp. Rồi bây giờ chị tranh thủ chiên xúc xích đi chị Thảo. Sau đó em sẽ làm nước sốt cho xúc xích nè. Còn bánh tráng nè em vừa chiên rồi em vừa bán cho khách luôn. Ok. Đây làm còn mấy cái nữa là xong rồi. Ơi. Mình làm mình còn thấy thèm á. Trời ơi, nhìn nó hấp dẫn kìa. Em thấy xúc xích đều rồi đó. Bây giờ mình gấp ra mâm mình chuẩn bị bán hay là chị Thảo ơi. Rồi, đưa mâm đây. Đây gấp ra luôn đi. Quán này ngon lắm nè. Quán gì vậy? Mày biết quán của chị Phương không? À
tao biết nè, tao coi trên clip rồi. Ở đây nè. Đi đi đi, đi. Làm bốn phần cho ông Phát với ba đứa bạn của nó là chị Thảo. Là hai phần á là xúc xích cuộn bánh tráng lắc phô mai và hai phần xúc xích sốt cay. Rồi ok. Ok. Xong cho chị Thảo. Rồi. À, chế phô mai lên nè. Rồi lắc đi. Ôi cái dĩa rồi. Rồi xong rồi Đặng Phương ơi, gấp ra đi. Dạ. Mỗi bên là 6 cột. Rồi xong 4 phần. Xịt tương ớt với mai vô nè, vô cho khách nè. Rồi tương ớt nè. Quán chị Phương bán ngon lắm, chứ mở bưng ra đi ăn rồi biết. Đây 4 phần của 4 đứa nè. Dạ. Đứa tuổi kia nha. Quá à. Chị Phương ơi, cho em 4 ly nước nữa. Ok ok. Ok, có 4 ly nước liền. Nó, tụi bay thấy ngon chưa? Ăn thử đi, thử coi ngon không? Rồi, 4 ly nước cho ông Phát nè. 4 ly nước của 4 đứa nè. Dạ. Ăn ngon miệng không vậy? Dạ. Đó, mời mốt vô ủng hộ chị tiếp nha. Dạ. Ê mời cho tao 2 ly nước luôn nha. Ok. Rồi để chị làm cho.
nước tới này của hai đứa nè. Cảm ơn chị Thảo nha. Đồ ăn cũng tới luôn nè. Ok, cảm ơn. Ăn ngon miệng nha. Ok. Ủa, tỉnh đi bơi tới đây hả? Ok, bây giờ con Trương mời bạn đi nè. Tới đi mời đi bên. Dạ. Nè nè nè, ghế cho đi bơi nè. Đó, rồi xuống đi. Hôm nay quán chị có bán là xúc xích và cuộn bánh tráng lắc không ai. Dạ, xúc xích sắp cay, cưng ăn vậy. À, em ăn xúc xích lắc phô mai. Ok. Em cũng giống vậy luôn chị. Rồi đợi chị chút xíu nha. Chị Thảo ơi, làm hai phần xúc xích cuộn bánh tráng lắc phô mai cho tỉnh vừa bé bơ nha. Ok. Trời tối quá, để em mở đèn lên. Rồi nha. Rồi. Rồi, sáng rồi đó. Rồi, xúc xích lắc phô mai có hai đứa nè. Ủa, em đang mua chị Thảo. Mình hãy vào kênh ủng hộ mình vào thứ bảy hàng tuần nha. Còn bây giờ thì bye bye, bye.